Dạ xin chào tất cả mọi người, em đã quay trở lại nha. Thì bữa giờ thì em có chút việc riêng cho nên là em không có lên được video. Thì cũng có một số anh em gọi hỏi đặt hàng thì nhiều khi em không có kịp nghe máy á, tại vì nói chung là cũng bận việc gia đình nên là không nghe máy được. Thì có gì anh em thông cảm giùm em ha. Thì hôm nay em đã quay trở lại. Thì hôm nay em về được một ít mền dù của Mỹ. Bữa giờ thì nó hết hàng cũng đã khá là lâu rồi, nó không có hàng. Thì hôm nay mới về được 10 cái nha. Chính xác là cái 10 cái mền này là mền của Mỹ đời 1996, hàng lưu kho chưa qua sử dụng. 1996 đến nay thì cũng gần 30 năm rồi ha, 28 năm rồi. Rồi thì mọi người quan tâm sản phẩm mền này thì có thể liên hệ với em là 0983 880 344 nha. Rồi bây giờ mời mọi người cùng theo dõi chi tiết ở trong video ạ. Đây là một chiếc mền dù hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ. Cái màu của nó gọi là màu rằn ri nha, hay gọi là màu biệt kích 81, màu rằn ri hoặc là màu biệt kích 81, hay theo tiếng Anh nó gọi là màu woodland đó. Đây, hàng này thì nó sẽ có cái tem như thế này. Đây, SPO 196, tức là sản xuất là đời 1996. Chất liệu của nó là 100% là polyester nha, tức là 100% là nylon đó. Ở đây nó có mã số 09 MM, đây là cái mã số thùng của nó nha, tức là cái ở trong kho đó người ta đóng cái thùng nào thì người ta sẽ ghi người đóng đây. Ở dưới đây nó sẽ có cái mã vạch này, ở dưới này có cái mã vạch nha. Hàng mà từ đời 91, tức là sau 91 đó, từ là 92 đổ về sau thì nó sẽ có mã vạch này, còn 91 đổ về trước thì nó sẽ không có mã vạch này, tại vì cái này nó phát minh ra là từ 91, sau 91 đổ về sau nha. Mền này thì nó sẽ gồm 3 lớp. Mền này nó là 3 lớp, 2 lớp dù bên ngoài, tức là cái lớp vải dù bên ngoài, và bên trong là người ta trần bông. Bên trong là trần bông nha. Nhưng mà lưu ý thì cái mền này nó cũng mỏng thôi chứ nó không có dày đâu. Tại vì mền này là mền dành cho lính Mỹ, họ di chuyển liên tục nên là không thể nào làm dày được. Nếu mà dày thì nó sẽ rất cồng kềnh và rất là nặng nề, nên là lính người ta làm nó cũng mỏng thôi chứ không có dày. Kích thước của cái mền này á là 1m6 x 2m, gần 2m2 nha, 1m6 x 2m2 đó. Tức là mền này dành cho một người lính Mỹ họ đắp. Mền này thì sản xuất đời 1996, chất liệu vải dù ni lông dù và bên trong người ta trần bông cho nên là nó sẽ đắp rất là mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Nó cũng mỏng thôi chứ nó không có dày nha. Cái tính năng của mền của Mỹ là mát vào mùa hè và ấm vào mùa đông. Đó, đây là những cái gốc của nó. Mền này là mới 100% chưa qua sử dụng nha. Ở những cái gốc mền thì nó sẽ có những sợi dây như thế này. Tại vì người ta thiết kế ra thì cái mền nó sẽ rất là nhiều chức năng, ngoài là làm cái mền đắp thì thứ hai nữa nó sẽ là cái ví dụ như cái tấm bạc để mình che nắng chẳng hạn, mình che nắng hoặc làm cái bạc lều, nói chung nó cũng khá là nhiều cái chức năng nha, nên là nó sẽ có thêm những cái sợi dây như thế này. Nhưng mà đây là hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ, sản xuất đời 1996. Giá đợt này thì nó có nhỉnh hơn một chút, tại vì bây giờ thì mọi người biết rồi, hàng này thì nhập từ bên Mỹ về mà đô la lên á, thì thành ra là bắt buộc lại cái giá cả hàng hóa nó phải lên, với lại là cái đồng tiền Việt Nam nó cũng hơi mất giá đó, nên là bắt buộc là so với đô la Mỹ là nó phải lên. Nên là đợt này giá của nó là 1.800.000 một cái nha, 1.800.000 một cái. Đợt trước thì em bán giá là 1.700.000 một cái, nhưng mà đợt này nói thiệt là mua nó cao hơn, tại vì cái giá đô la nó cao lên. Hồi trước đô la có 23 thôi mà giờ đô la nó lên gần 26 rồi, nên là nó giá nó độn lên rất là nhiều nha. Mền này thì giá là 1.800.000 một cái, hàng chuẩn cấp phát quân đội Mỹ đời 1996. Đó, ở đây thì em có 10 cái như thế này nha, 10 cái. Hàng này thì em vẫn ship code, nhưng mà mọi người cọc giúp em 300 nha, tức là 1.800.000 thì cọc 300, còn lại thu hộ là 1.500.000. Đó thì em cứ nói rõ ràng trong video, thì anh em nào cảm thấy mình tin tưởng, mình cảm thấy ok tin tưởng thì mình cứ cọc giùm em 300 qua số tài khoản thì em sẽ gửi hàng cho mọi người. Còn nếu anh em nào chưa đủ tin tưởng thì mình cứ tìm hiểu thêm, tại vì số lượng nó rất ít, có 10 cái thôi. Rồi, đây cũng là một cái mền, tiếp tục cái mã thứ hai này. Đây là một cái mền dù Mỹ, và mền này thì nó là đời xưa hơn. Mền này thì đời 68 nha, mền dù Mỹ đời 68. Mền này thì nó bạc màu rồi. Đó, mọi người thấy không, cái màu nó cũng là màu rằn ri, nhưng mà nó bạc màu rồi nha. Cái màu này gọi là biệt kích. Màu này cũng là màu biệt kích nè, biệt kích 69 nha, biệt kích 68, 69 là nó sẽ ra cái màu như thế này. Đó, cái mền đời xưa thì nó sẽ có cái lằn ở giữa. Đây mọi người thấy không,
tức là nó giống như là hai cái mền mình nối lại với nhau vậy đó. Đây là cái mền đời xưa, mền đời trước 75 á, thì nó sẽ có cái đường lằn như vậy, cái đường lằn nó nối giữa hai cái mền với nhau, giống như là nối giữa hai cái mền vậy đó. Thì kích thước của mền xưa hay mền mới thì nó cũng gần như nhau thôi, tầm 1m6 x 2m2. Mền này á, thì em kiểm tra rồi thì nó cũng đây này, như đây nó có điếu thuốc, cái châm giống như cái tàn thuốc nhỏ xíu thôi, cái này nhỏ xíu thôi nha, nhỏ một bằng 1/3 ngón út thôi, rất là nhỏ đó. Nó có một lỗ nhẹ vậy thôi, còn ngoài ra là không có thấy rách lủng gì nha, không thấy rách lủng gì, nó chỉ có một lỗ nhỏ như vậy thôi. Nó là hàng xưa đã qua sử dụng và đã bạc màu rồi, cho nên là cái này những nó có những lỗi cơ bản như vậy thì mình tạm chấp nhận được nha. Chứ còn mà theo yêu cầu mà mền không lỗi này kia thì giá nó sẽ rất là mắc, rất là cao. À mền này á, đây này, cái tem của nó này, nó vẫn còn cái tem, nhưng mà cái tem của nó thì nó sẽ hơi bạc màu nha mọi người, tại vì nó lâu năm quá rồi nên là cái tem nó bạc màu đó. Nguyên bản nó là cái tem màu xanh, màu xanh người ta in trên cái miếng vải này, nhưng mà lâu năm quá rồi nó bạc màu rồi thì nó sẽ còn cái tấm vải này. Đây, ở trên đây thì nó vẫn còn được chữ là Liner Poncho nè. Đó, đây là đời 68 thì nó sẽ dùng cái tem lớn như thế này. Đây là mền chuẩn rin của Mỹ đời 68 nha. Đó, nó còn được cái chữ này. Mền này thì nói chung là chỉ có một cái chỗ dính tàn thuốc hồi nãy nhỏ nhỏ thôi nha, chứ còn ngoài ra là không có bị rách lủng. Thì mền này đắp rất là mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Và giá cái này á, là 1.400.000. 1.400.000 cho cái mền Mỹ này, mền xưa này đời 1968 nha. Mền này đời 1968 và tem bị bạc màu. Mọi người lưu ý giùm em. Cái này á, nếu mà nó hàng còn mới còn đẹp á, không cần phải lưu kho nha, mới đẹp thì giá nó phải tầm 4 đến 5 triệu. 4 đến 5 triệu. Còn cái này thì nó cũ, nó bạc màu rồi, cho nên em bán giá là 1.400.000. Đó, mọi người cứ cân nhắc nha. Còn nếu mà anh em nào muốn mới muốn đẹp á thì mình dùng cái loại này, đời 96 này, thì nó là mới 100% luôn và cái nào cũng là chuẩn cấp phát hết, mọi người cứ yên tâm. Rồi, thì hôm nay em chỉ lên hai cái mã này thôi nha. Mọi người quan tâm mã nào thì cứ liên hệ với em là 0983 880 344. Rồi, em xin cảm ơn tất cả mọi người nha.